nhiều sức khỏe, nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong công việc nha bạn. Nha. 1 2. Ôi. Ôi. Xin chào tất cả các bạn thân yêu anh em mình buổi sáng nha các bạn. Trời ơi mặt ngáo không có chạy đâu. Chào mình đông đi đâu trên chào tất cả. Chào các bạn buổi sáng nha các bạn. Ngủ giống mùng chứ không phải là ngủ dưới đất đâu, mặt nào lại ngáo ghẻ tiền à đu vậy. Qua chúng mưa kia mình nha ta. Đâu kia mình đậu không thấy nó đã gì đâu luôn với mình. Mày biết là bao nhiêu lâu mình chưa được tắm mưa chưa? Đậu xanh tắm mưa đầu mùa giống như là anh em mình tắm rồi đó là xả hết mọi ưu phiền mà những cái dơ giấy nó bay ra hết không? Trời ơi, bay. Đúng. Sao có giọng không đổi khác rồi? Không giọng tao hôm chắc la quá vậy. Chưa hỏi ưu phiền còn quá em. Thôi nói chung thì anh em mình cùng nhau thức dậy để chinh chiến sinh tồn lang thang ngày thứ hai nha. Mời tất cả các bạn cùng chinh chiến với anh em mình ngày thứ hai nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ anh em mình sẽ xuống cái kinh này nha. Đi bắt chim én. Đúng. Anh em mình mò ốc, mò dẹm, mò hến, có gì anh em bắt cái đó. Đi ăn sáng nha bạn, cái đậu. Bị chỉ đó. Ông bị chỉ á. Giờ ăn cái bự cho tao. Đi đây con má. Con xuống mày đậu. Đậu không ở đâu. Chú ơi. Chú. Chú. Ôi cây. Thôi thôi Trình nhé kìa. Trình lên ghép mà. Ô nó mát. Lộn bên trong luôn nè. Giống lộn bên trong luôn nè nha. Bây giờ anh em mình sẽ mò ốc, mò dẹm, mò hến. Có gì anh em bắt đó. Ơi lụm đâu tờ nha. Đâu đâu vào luôn rồi. Đâu. Quay lại thập niên 1975 hay gì có đúng đúng tờ luôn trời. Có thấy con đi cơ đó. Đó là phải ốc tờ không rồi? Ốc tờ. Ốc tờ hả? Đi ốc tờ nè. Đâu bọng á, đem này đi cầm kiếm 700 tỷ ra có thiệt không hả? Đà lông, ốc tờ. Đó. Dữ dàng trời. Đủ ốc tờ nặng bụng. Đi ốc tờ không nặng, thêm. Đây, ốc trắng này không? Đó. Hột xứ lụm liền trời. Quá dữ. Đây, bây giờ anh em mình sẽ mò hải sản dưới lòng sông nha bạn. Ủa sao vậy? 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 Ôi mày quá. Ôi vậy gì bữa nay mà lòng khe gì vậy? Bóc ra được lọc bọng cái gì á. Quậy là quậy lại chứ. Vậy wow. Nè. Dạ luôn rồi. Thôi đó. Không có bắt có cua vàng mà ơi. Còn vô có cua vàng luôn. Ổ cái gì nhỏ quá. Nhỏ quá đâu thịt. Đây. Kìa mới tịch nè. Tịch đâu? Tịch. Ông vàng mới lớn gì bắt không? Tịch như nãy vô chấm thuốc ông cái vậy đó. Trời ơi, bắt ông xanh tao tính là tao hốt hai tay nắm mà tao cầm bịch thì sao tao hốt được. Nãy tay hốt mà hai nắm một tay mà. Ủa, không có con nào tao bằng tay. Tụi bữa mà. Là hào sản của lòng sông thiệt chứ. Trời ơi, bữa thứ dữ. Trời. Giống mấy con mò đi mò cờ ngâm như vậy. Cờ ngâm hồi nãy của ông mới ngon á. Biết cờ ngâm là gì không? Cờ. Cờ ngâm hả? Ừ. Cứ ngâm lại gì biết không mà cười. Lại gì mà cười. Cứ cái xe không biết bọn. Ông cười luôn mới cười. Trời ơi. Tới nữa. Đậu không hiểu. Cười. Anh ba chết. Ông ơi. Cần ngâm lại gì. Cần ngâm lại gì không. Mày giống thằng lùng nữa rồi. Cười cười cái bọn. Mày bỏ cho ông anh. Mày giống thằng lùng không hiểu mà cười nữa rồi. Đậu không. Nghe đứa bảnh. Cây quách trời kìa. Thôi lội chui ra. Ủa vô bạn ơi. Có thiệt không á. Mặc sức mà gỡ. Ghé mát. Tao. Ghé mát. Vô. Bành không nè. Cây này ghé mát đi trời. Bành không? Bành luôn. Bành ra. Bành thêm. Mày chưa mát. Mày đâu mày chưa trời. Ghé hả? Lỡ chị đi trước. Trời ơi cây này hốt bật dạ. Cây này bỏ bỏ đây nha. Đúng. Con nhỏ lại nuôi đi. Dữ lắm rồi. 15 năm sau lại bắt tiếp. 18 năm đi mày. Ai 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 nhớ không
Khách hàng đỡ cái cây lên trời bắt cái gì? Quá sai cây này ốc không? Ghê gớm không? Thôi cây này nè. Nè, con cây nhóm ăn. Của tôi á, nó cầm lên. Dạ. Đi hè. Đâu? Nó sâu dữ trời. Các không bạn nghĩ cái sông mà thấy vậy nhỏ các bạn, nhưng mà thật sự không nhỏ nha. Nó sâu hiu nhé rồi, trong em mà đi tới cổ mình á. Cái này là dòng sông. Thấy anh dòng sông với em. Dòng sông đi biển. Phải chiếc xuồng. Ủa, có một chiếc xuồng. Có chiếc xuồng hả? Cái này lụm nha anh trai. Ôi, cái này lụm nha. Thấy không, nội? Thấy, thấy, thấy. Được không? Cái cây trong đây chịu. Cái cây bự này dưới đất lóc hả? Nè, còn hả? Cái này nhiều nữa hả? Thấy nhiều dữ hả? Được không? Thôi ngứa lắm, bụng ngứa mà. Muốn được đâu mà muốn ngứa? Bụng ngứa. Bụng tim. Trời ơi. 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 Bắt đi, bắt đi. Ê, mua quá ăn được đó. Thôi dụng đi ngứa lắm. Đậu bỏng mấy cái này tao sợ lắm. Được không? Quá trời cây này ốc rồi. Ô, nè, nè. Ừ, nó xịt nước vô mặt luôn, nó ghê chứ. Nào xịt. Ốc, ốc xịt nước vô mặt. Quá xá rồi. Phải đây quá xá rồi. Ô, ngủ kéo ơi. Ô, ngủ kéo rồi. Anh em bắt lên hồi nữa. Ô, ốc rồi. Đi cặp bờ kinh các bạn. Anh em mình xin xả nha. Rồi lên luộc xả trong bóng tre. Chấm muối ớt chanh nha bạn. Tuyệt vời các mực trời. Cái kênh này nhiều hút dưới trời. Sao lâu vô không được vậy? Đây lụm nha các bạn, ôi ao trước mà. Trời trời còn đầy trai mà ôi. Đúng rồi, còn đầy trai mà nó nổi gì được vậy? Ao to quá hổ vậy. Đủ bông chưa? Lôi gì thấy thèm hả? Sao lôi ngược lại vậy? Đâu có lôi. Lôi đầu lôi. Sao dính nước ngang rồi? Cây cây nè. Cây nóc nữa hả? Đâu cây nữa hả? À cứu đâu chứ, cái cây này có ốc mà. Ôi cái đó đó. Ôi cái đó mà. Trời ơi. Trời trời. Sư tử không đi đâu. Sư tử biến. Ê, giỡn đi bà. Giỡn lên. Dính cây rồi. Ốc siêu khủng rồi. Cầm cho ông bắt. Ốc này cây này từ dưới suối kia chảy xuống vậy. Ốc biết này hả? Ốc suối á. Ốc suối hả? Ốc suối. Rồi đầy bọc luôn. Ốc sông. Vậy giỡn mấy cây không dầu to không ạ. Vậy luôn. Chấm ớt chanh hay vậy chứ quýt đó nha. Ngon luôn chứ quýt. Hết đầu này cái quay nha. Ốc này mày biết thương đương với ốc gì không? Ốc thù dôi. Ông thù dôi đâu ra? Nè. Ông mới dội dôi nha. Dội của ông, con dội con dôi. Quay đi. Ăn ngon mà bổ nha, ốc thù dôi chứ mày ăn dừa đó, đồ vui nha. Ốc thấm ngon, mày bạn nha. Tôi đây không ăn, mình bạn ăn đi. Con kìa, bắt đi. Trời cay dữ hả? Thôi bỏ đi. Cay, mày ngóc cái đuôi lên cái ốc cái mặt hả? Cái này nè. Ừ. Cái cây khác nữa. Không phải, mấy ốc cái đuôi lên đó, kìa. Cây khác nữa nè. Không, bớt quá không kìa. Ôi trời, rớt có bự. Đồ không rồi giờ hết, rớt người ta không chạy, tao hay dữ người ta. Ô, xỉn tao hay con dây trời. Bây giờ mình không có củi xuống đây, lụm củi lên phơi chậm cũng mệt. Củi phơi chậm nít kèm. Ngon rồi luôn. Qua chứ trời mưa không? Thôi, còn nữa mà. Vô bên đầu nha phán, đậu không vô bên đầu cái toan luôn á. Đây có cái nè. Cái ngốc luôn. Ủa, dữ vậy sao? Dữ. Rồi dưới dưới mày sao? Cảm sư. Nghe cây à. Chuyện vậy không? Có thể cảm cha sư. Đỡ lên. Nhóc luôn minh mô hòa sư. Nếu mà anh em mình mà các bác là hơi giàu luôn, con ốc này là 250.000 ký nè. 250.000 ký. Ừ, đó kìa con ốc bự kìa. Ê, giờ chính chó rồi. Dục. Chính chó rồi. Giờ chính chó rồi, có rồi nhiều rồi. Cái này cây này đây. Lên nhánh này là có gì không? Có. Ủa, ốc bự không anh? Ủa, ốc tông tông hả? Ủa. Vô. Khói cô má đỏ mới hồng tranh mượn đất anh chồng cũ qua. Đứa con. Đẹp nội. Đất này có chủ rồi anh ơi. Em đây thích ăn chuối chứ không ăn khoai, em sợ sùng. Chàng quân đi, tao ba đeo, nó đeo cái gì vậy? Không có đưa cho anh biết lợi. Mày biết lợi hả? Tao biết lặn. Ờ, còn mấy hàng kìa. Còn có không? Mấy cái huy. Mấy hàng bự bự nè. Có cái huy chỏ kìa. Chủ bự nè. Ờ, mấy hàng bự.
lượn quá. Hang trên bờ luôn. Có tôm á. Tôm á. Tôm cái đẹp dễ vậy. Hang trên bờ làm có tôm. Sắp cây thì kiếm củi. Bãi củi về rừng như trời. Rồi bụi tre, rồi bụi tre. Chút tre gì đó. Ây da, trời ơi, trời ơi. Ngộ đạp con tôm ấy vậy. Để tao sợ bu ngứa rồi mà đâu không gặp cái bu quả tướng. Ai bu nước đi? Tôi đứng bên để xong bên kia dùng nửa khôi. Dài chiếc chiến đấu không? Không tin không tin cả. Ai à? Không sợ đói nữa rồi. Chung ơi chung ơi. Nghe tầng tới tầng tầng tầng. Buông ra nghe kia. Đâu kia. Chung chung xíu. Cái điện tử nè. Chìm nè trời gần hết các bạn. Hỏi anh em mình lên xỉa găng nha. Có thể không đi ca. Chút đi. Ủa vào tên rồi. Ê tôi lụm được chú nha. Hoàng hôn đến đâu đây. Nè, ăn đi. Không sao, không ăn. Nó rụng xuống đây các bạn. Nếu mà anh em mình không giúp cho nó vé để ăn vô bụng thì nó cũng rụng hết à. Đúng không? Anh em buộc phải giúp cho nó một vé nha. Ủa. Ủa tính ra anh em mình cháy ốc mà phát hiện được nhiều dữ trời. Ở chứ này mà được được phen. Được. Máy mà. Lỡ trời. Mà chưa nào mà chim ăn là mà chưa đâu. Mời bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha. Đúng đúng đúng. Đủ. Trời. Quyết tính luôn á. Anh em mình phải phải được một chuối ngồi bàn. Giờ anh em bắt ốc tiếp nha. Hồi đó anh em mình sẽ không tha cho nó một bàn nữa nha. Ok. Mà già ăn không kêu. Một cái da đi ghê vậy. Thôi bảo lại dơ ăn hết trơn. Dơ ăn hả? Ờ. Rồi. Bữa nay cái lòng sông này hào sảng thiệt nha các bạn. Ơi cái vừa đang trôi tới anh em tụi mình nữa kìa. Rồi con gồm ra luôn. Có mỏng luôn. Hay quá người ơi. Có mỏng. Ngon rồi. Ừ, cái bọc thúi vậy. Chuối chín nước cả. Đâu? Ôi! Ôi! Đâu? Ôi nó kìa. Ôi chín nước cả. Ôi rồi. Dạ. Không bắn mà ăn, không đánh mà đau. Bắn mà không đau. Ngon bữa nay anh em mình vô mánh nha bạn. Hướng này mấy cái chuối xiêm chín anh em mình ăn ngay nha. Còn mấy cái chuối xiêm mà gà ướp á, anh em mình nướng nha. Trời chuối nướng. Đỉnh nữa. Đỉnh có chết nữa. Thử rồi. Đâu? Thử rồi. Trời phạt ơi có thiệt không? Nhẹ te luôn rồi. Trời ơi hào sáng vậy mà cũng khoảng được trời. Giống mi vợ chị ơi luôn hả? Hào sáng. Ây da ơi. Dạ. Cái đậu xanh. Cái bự nhé. Ôi bạn hào sáng. Không bắn cái đất tôi lên luôn vậy hả? Tới lúc hào sáng rồi. Ây da có thiệt không cha. Ồ, buổi sáng nay anh em mình có mồi để cho các bạn. Đó đi. Con chuối và con ốc nữa. Ốc này không nhiều bằng kia không ơi. Nặng đâu nặng nha hiểu không? Ôi đầy bọc luôn hả? Này nữa bởi vậy. Kệ bánh cho nó biết, hả? Biết. Đồ mày dòng sông hào sáng cả. Trời ơi. Có cái bằng luôn kìa. Có bằng kìa coi có trái không? Không có. Bằng lòng đi em anh về quê giúp má lên liền. Nói chung là bạn đến nhà tôi, chồng đến nhà tôm. Biết. Tôi đãi bạn ăn đặc sản của tôi bánh bía. Em đãi mình biết là đãi uống bếp. Rồi hai ông ăn uống đi rồi tôi con luôn kìa. Con luôn. Con luôn con. Hai ba cái trời có gì không biết ca. Hết rồi. Ôi con mày hiểu không con sao? Con sử dụng ăn. Gì kìa? Rồi đi rửa đó. Mà tao nói mày đi lòng sông này nhiều hào sáng lắm không tin. 75 ngày tới từ ngày sản xuất. Rồi tôi thấy hết hạn rồi đó. Ngày sức. Hạn dụng tới 20 tháng 1 năm 2022 hết hạn rồi. Mà khui không thơm sao? Khui ăn mộng còn thằng nhau chú bánh luôn trời. Con biết luôn trời. Đẹp. Ôi. Đây. Ơi còn ngon luôn. Mẹ ơi. Thôi rồi. Thơm ơi thơm ơi. Phẩm nó ngon luôn trời. Tới đây cá khui ăn cái thôi rồi. Để chùi cái sạch đấy. Thôi rồi. Dạ. Thôi rồi. Thôi hả? Đuôi chứ luôn. Gì vậy? Bánh bía chín muối. Gì vậy trời? Hả? Ngon lắm. Rồi. Bánh bía chín muối. Tôi làm gì trời? Tôi nhất từ Trung Thu tới giờ đó. Hái bò đi. Bánh bía chín muối vậy bạn. Nè, có thiệt không hả? Anh chị em có ăn bánh bía không hả? Ủa chết anh em ăn hại mình kêu đi mua đất rồi chết luôn anh. Thôi đi chứ sao lần được bánh bía. Bánh bía gì mà. Có tiếng không đây ca. Đúng lòng sông này không sao. Không đây ca. Bà coi mà
mà nếu mà như mà anh em mình sáng nay mà không có bánh hạt, con biết ăn bánh mía luôn, chứ không phải đường nào hạt luôn á. Đây tôi biết rồi, này là bánh mía của bà Sàm thả trong tới đây tới giờ. Bà Sàm thả cái đẹp cái bánh mía đóng xình đóng đắt thì hùi vé luôn. Trời ơi, này bảy với bánh mía. Bánh mía còn ngon á. Trời ơi, tính ăn một số nước vô rồi. Bánh mía này nó hôi chua rồi nha các bạn. 50. Thôi chìm chìm năm nha. Ông ăn trước đi. Ông ăn nhiều cũng nhiêu đấy thôi. Còn ngon lắm nha. Năm nha, đây là cái này có trồng đen lớn thì ăn ăn nhiều nha. Thêm năm. Tôi nhường cho ông ăn. Chia làm năm anh em mình. Giờ này hai ông ốm lắm rồi mọi người. Ốm quá. Ông ốm rồi. Thôi mời tất cả các bạn cùng ăn bánh mía cho xong mình nha. Không thật sự đó thẹn nó hôi nha bạn, ăn không được nha, nếu ăn được là mình lưỡng không, bây giờ dùng bên bờ nha, để dưới sông nó ô nhiễm nha bạn. Căng nước không con em lên xin để dành cho mẹ căng nước căng nước còn nhiều không lấy lên xài căng nước á. Ủa mình là mấy thằng đi lụm mót cái gì tin thèm vậy, lụm rác trên bờ này xưa rồi, lụm dưới lòng sông hả, còn không kiếm lắm chứ á, cái chùi đít còn nhớ còn nhiều à, cái chùi đít hết rồi nè ông ơi. Ôi, đi lên bao đi lên ôi thôi vậy rồi thôi vậy căng chùi đít thiệt. Thôi bây giờ anh em bắt được một bọc ốc cũng rất là nhiều á. Nhiều lắm. Thuốc sâu. Rồi anh em bắt được một bọc ốc cũng khá nhiều nha bạn. Bây giờ anh em mình lên luộc ốc với mấy chuối ăn nha các bạn. Đây bây giờ anh em mình xin mấy cái chú chính nãy anh em mình gặp nha bạn. Thì thật sự là anh em mình không biết chuối của ai nha, tại khu này là khu mới lạ nha bạn. Thì anh em mình ngoạn phép xin chủ chuối thông qua clip này cho anh em mình xin mấy trái chuối chín với vài trái chuối ốp ốp để anh em mình cùng sống qua ngày nay nha. Cảm ơn chủ chuối rất là nhiều. Chúc chủ chuối lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, làm ăn mã đáo thành công nha. Rồi, mau ngày lên nha. Lên da ông hai với em đây. Hai người luôn. Hai chân hai bên á. Vừa một được rồi. Vừa một phải không? Mày hỏi đi. Ông dính tôi không? Đúng rồi. Tại vì mấy này không chim nó cũng ăn hết à, nó cũng. Bà đứng lên đi ông Sam. Thấy không? Ồ, như sức. Đây ông Sam, ê, Giang. Giang. Bẻ cái tàu cho chú xuống. Nó đỡ nó đỡ nữa chứ. Đúng rồi. Ô, không như đó lắm. Trời ơi, chú nát bụng luôn rồi. Bẻ chú chín với mấy cây chú. Đây đây đưa chuyện xuống đây. Chị xuống. Trời ơi, chú đó bạn. Tao chừng nha. Lọc vỏ cho Giang. Bẻ đại đi, có sao đâu. Kệ đi có là được rồi. Vô, chú ơi mày đứng trên thang á vậy. Ơi, cái trái đó kia lụm hai trái kia luôn chứ cái vậy. Mày đang đứng trên cái thang phải không? Hai cái thang đứng trên bậc thềm. Quá đã nó mịn rồi. Này. Mày giống trên giúp đá vậy hả? Cái thềm nó im mà. Quá trời đã luôn. Để mấy chú bắt ốp luôn ra vậy. Để tôi bẻ lâu cho ông đứng lâu chút. Mày bẻ coi tí giữ được rồi. Khổ không thấy vậy mà ốp mà nặng nhẹ vậy. Đây. Ngồi bên kia nguyên bản kìa, nhóc chân mình bắt kìa. Xây cái bụng này. Từ từ đi. Đó nguyên đó. Từ từ đi tới. Trời ơi, bên kia nhóc chưa kìa. Ôi, nhóc luôn á. Giờ to hả? Nhiều lắm. Giàu như bán hộ. Tiếng rồi. Ăn chú đã luôn. Để mình xin nguyên buồn đem xuống luôn. Nè. Ôi, dở lắm. Mình xin... Nè, chú nè, nó giờ áo luôn nha bạn. Nhóc kìa, được bẻ bên đó vậy. Bên kia nhiều hơn, ướp qua chút nước nó mới ngon. Đó, cái này nè. Bên bánh kìa nhiều lắm. Từ từ bẻ vậy thế đi. Đó, nhiều lắm. Trời ơi, con nhóc bánh kìa. Mình dám chơi không? Bẻ chuối rồi xuống mà lấy nếp mình gói bánh tét nè. Ờ. Như chuối. Không có làm chuối nướng nếp. Mình chừng nào không ăn trời. Mình chừng nào không ăn. Lấy cái quần gì nấu. Chơi ăn. Lấy cái gì nấu. Ờ lấy cái gì nấu. Lấy cái gì nấu. Lấy cái quần đùi đó. Ừ. Làm chuối nướng nếp. Quên con khỉ rồi. Trời ơi. Móc chân cái chú thúi. Lẹ cho ông Sàm, không Sàm chết. Trời đi ổng là trâu mà. Ổng heo mà bò gà mà sợ. Đúng rồi. Mình còn mấy chó dục căng nó thúi. Ai da ông chết đi vậy. Hơi lục. Còn bánh nữa kìa, mấy trái luôn rồi vậy. Ừ đúng rồi. Ê ông được ông chết mà ông quăng vậy xuống sông nha nội. Ô trọng tu luôn nè. Trời ơi, một áo luôn. Ông chết to đi quá. Còn trái chơi. Còn cái nào? Nó muốn cắt áo tôi luôn rồi ông nội ơi. Ở vô đây đủ ăn rồi. Xíu đi, xíu đi. Ai chơi nữa đủ rồi. Rồi. Mày đây cho anh ta hay như vậy. Không, mày từng trái thôi. Ai dạt mày xì đến đâu không? Đấy cho anh ta hay vậy. Rồi. Rồi thấy gì nước nóng nóng á. Còn. Thôi mà nước nóng nóng tao biết là chuyện gì xảy ra với ông rồi đó nha. Đủ rồi, đủ rồi. Rồi. Đúng rồi, xuống đi dài. Rồi. Hỗn xám chết ngắt luôn á. Trời ơi. Xuống đi. Hai bảy nha. Mày đây cho anh ta hay vậy. Được không?
lên. Đây anh em mình được hào sản nha các bạn. Mặt giá luôn rồi. Chuối nói chung là rất là ngon nha, trái trà bãi bạn. Nếu như anh em mình không phát hiện thì bữa nay ngày mai là chim chơi nha bạn. Thôi thật sự là anh em mình chân thành cảm ơn chú cô chủ chuối rất là nhiều nha, đã cho tụi con xin mấy trái chuối thông qua clip. Chúc cô nhiều sức khỏe, chú nhiều sức khỏe nha. Thôi anh em mình để đắng đi luộc ốc nướng chuối ăn nha các bạn. Thì mấy anh em mình cũng ốc cũng đã rửa, nói chung là tương đối là cũng sạch sạch rồi nha bạn. Giờ anh em mình sẽ bỏ vô cái ống tre để anh em mình luộc xả nha. Có xin mới xả rồi. Đây xả này cặp bờ kinh nha, thì đang mới lại xin bác nông dân được mấy tép xả nha bạn. Giờ anh em mình sẽ luộc xả nha. Còn bạn thấy chuối không? Ủa mặt đã trời đậu xanh nó chứ. Bước ông nhiều. Ba lửa. Bước nhiều. Có ông tính đi. Thì chuối chín thì anh em mình sẽ để dành lại vài trái để tối nay anh em mình sẽ làm chuối nếp nướng nha bạn. Còn những cái chuối ôm ốp này họ anh em mình sẽ nướng ăn luôn nha. Quá tuyệt vời, ăn với ốc luộc xả nha bạn, ốc trắng luộc xả. Ú, giống cái thớt chứ à. Giống ma đù á. Đập cho nó tôm thơm nha bạn. Đậu xanh nè này nào bạn. Ui, thích nha bạn. Nè mấy ông ơi, thấy hay đau đau. Giờ không nổi rồi, đậu xanh chứ thầy hả? Sao không lấy cái kia này đặt. Trời ơi. Cái góc này nè, lấy cái cạnh nè. Được, cho đặt ngoài đây nè. Ừ, tính luôn nè. Ốc trắng luộc xả chấm với muối ớt chanh nha bạn. Chuối thì anh em mình sẽ nướng nha. Quả đã buổi sáng nè, anh em mình cũng trên cả tuyệt vời chứ. Có chuối là tới chịu rồi. Đúng. 4-5 thằng mà đi ăn chỗ này cho họ chơi gì chú ngủ. Anh em mình chơi lớn không trời. Toàn là nấu ăn bằng ống tre không chứ. Phốt bạc. Chúng ta làm gì nè. Khung nó thêm hay khung á, khung nó thêm. Giữ thằng coi. Cho gì cắn. Chứ không phải là có nha mà chịch chịch cái cắn nha ông thằng. Bị anh nông dân anh nói còn không nhớ gì. Bị sẵn gì. Sẵn hay em không? Sẵn gì. Ốc này đâu có để bỏ nước nhiều đâu đúng không? Đâu có cần gì miếng nước thôi. Thôi tét tét xả ra cho thơm bạn. Rồi mình bỏ vô cái ống, rồi mình sẽ cho ốc trắng vô nha. Xin nước à? Mình rửa các bạn thấy không? Con ốc mà nó bóng lưỡng luôn chứ bộ. Tuy rằng vậy nhưng cũng giữ vệ sinh an toàn thực phẩm đó nha bạn. Tôi miếng nước rồi. Miếng nước rồi. Bụt chú mày! Hậu huynh lâu á! Cắn luôn cái đàn ông lắm á. Nóng ăn cắn luôn cái ơi. Ủa, nóng luôn có chạy đập à. Nóng à. Cắn luôn á. Này đóng như ship mấy ỉa vậy. Trời tôi mà bị đập mấy thằng vậy đó. Tôi trốn từ Dũng Liêm lên đây đó. Mẹ Dũng Liêm luôn hả? Ừ. Thì ra từ trước giờ mày ở Dũng Liêm à? Rồi từ trước giờ thẩm tôi quýnh 4-5 thằng rồi. Bởi vậy tôi lên đây vậy. Vừa nước thôi, ốc ra nước nước. Nè, ốc luộc xả nha. Ồ, cứng khừ với ba thằng mừ. Ốc làm sao? Ốc làm. Còn nhiêu đây là trời bù hết chết. Đây hồi luộc cái khi xong mình cháy cái mình đổi xếp. Ờ đúng rồi, hồi nữa mình chín rồi mình cháy xếp. Ông mà nó luộc hồi tôi cự luôn đó. Luộc ốc làm. Ốc làm xả phải không? Làm xả. Ốc trắng làm xả. Ok. Ốc khỏi làm xiêu. Làm ông nội tôi. Ừ, cứng khừ như ba mừ. Có cháy ông Tram. Không cháy đâu. Đợi cháy là chín rồi. Xem đi. Cái ống tre này cháy là ốc trong nó cũng thúi luôn rồi. Lên bỏ qua bên kia. Quý tính không? Lên. Nó bị tép. Bỏ vô anh. Dạ đại ca. Vô lên, rút kiếm ra. Để làm gì? Mày biết được đâu nói. Mày biết được đâu lên trong cổ. Vàng cho dở. Ừ. Tao nói là biết được lên trong cổ không? Nữa ơi. Vàng nào. Sao biết được lên trong cổ? Ông nói cho ông lên trong cổ cái không lùng. Tao biết rồi. Mới nói cái cột đó. Không? Biết sao không lên trong cổ theo? Ngựa biết lên trong cổ không lên. Nó hát đâu được đâu. Trong cổ là phải hơi dài như tao hát mà được chứ ghê hát. Nó không lên rồi. Không dài hả? Đúng. Đậu xanh. Đâu nó hơi không lên rồi. Được rồi đừng biết đâu. Tét cái ống. Đây phải đây. Giờ tao nói mày là ông lên trong cổ đó. Ông tét cái ống đại ca. Rồi bây giờ anh em mình sẽ luộc rồi sẽ chẻ tre để nướng những cái chuối này cái nữa là anh em mình sẽ có bữa sáng đầy chất dinh dưỡng nha bạn. Trời phật ơi trời có thể không mấy mè chuối đó dục luôn không chuối dục luôn muốn vậy thầy ta xỏ đàng hoàng chứ mới xịn nha. Trời ơi xỏ cái gì mà xỏ thôi nó khiết có thể không đi ca đậu A few moments later. Đây bây giờ ốc đã chín chơi nha bạn. Giờ anh em mình sẽ đem ốc ra để anh em mình nướng chuối nha. Ồ được tổng cộng là 4-5 ống ốc nha bạn. Một người một ống là ăn cứ khừ. Người một ống là ăn bú luôn. Ăn xong bú, bú xong ăn, ăn qua bú lại. Này cầm đi anh. Đấy, quý tính. Quý tính không? Đây đây, dẹp vô. Quý tính không? Đây. Chừng bánh. Nè lấy chuối nha. Giữa nó cái con ở.
chúng mình qua đây đây đụng 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 đây kẹp á lõm cuộn đụng nhịp rồi nướng chuối liền xào nấu nướng cho nè trong này nãy mới bỏ vô không chín nha bạn chưa không mới bỏ vô sao siêu bỏ được bỏ chuối nướng không phải là siêu nữa hiểu không đây bây giờ anh em mình sẽ nướng ra 10 trái chuối ốp ốp này để hồi anh em mình ăn chung với ốc luôn nha bạn. Ơi người yêu em như ngàn ánh sao bừng lên trong lòng anh lung linh từ xa mình em mình lết gai trầu dân trong lòng anh tạm em mới cuộn say đâu thôi chung anh em mình sắp được ăn rồi nha bạn. Đây chuối đã chín nha, bây giờ anh em mình sẽ đem xuống để cúng ốc cúng chuối trong bàn cái rồi anh em cái ổng la nhỏ vậy đậu phộng cái ổng gắn cái tàu lo vậy nè mày nhát cái chuối vô họng rồi thôi thôi tôi đi luôn rồi đi luôn ha thôi đem xuống để cúng cho ông bà cả nha bạn. À, các bạn ơi thì sáng nay anh em mình sẽ ăn ốc đắng luộc xả với chuối nướng và chuối chín nha bạn. Thì chiều anh em mình sẽ kiếm món khác để ăn tiếp nha bạn. Còn mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với anh em mình nha. Thì anh em mình đi sinh tồn lang thang thì không có đem dụng cụ bắt và đồ nấu nướng theo. Và anh em mình có gì mời tất cả các bạn cái đó nha, các bạn thông cảm nha. Các bạn mời tất cả các bạn nha. Nói hết nói được luôn hả? Đúng đúng đúng. Đói. Đói. Sạch sạch sạch. Ờ giờ nói nghe nè. Nói chung mai cũng về rồi. Bây giờ mình ăn xong mình ngủ đi. Ủa giờ tới mai luôn mình về được. Ừ, gái vậy mà kiếm làm kiếm buổi chiều ăn nữa chứ nói chịu nói đi cà ơi. Này đói ốc. Sắc mà chịu lâu hơn không? Nào ngủ lâu hơn. Thôi mày ngủ lâu hơn đi mày tao đi kiếm quần. Xếp luôn rồi đi có quần này xếp luôn cái thèm nha. Thôi mời tất cả các bạn cùng ăn ốc luộc xả với chuối nướng với chuối chín với anh em mình nha. Thôi mời tất cả bạn nha. Thôi mời tất cả bạn luôn nha các bạn. Làm bay con ốc đắng luộc xả các bạn thấy vậy chứ cũng ngon lắm mà. Đó, các bạn hãy gửi cho bộ. Ép điều liền như vậy. Đúng đúng đúng. Đây chấm vô cái muối ớt chanh nha bạn. Đây mời các bạn nha. Quá đã còn gì nữa. Khoan. Xin các bạn like đi hả? Ăn đậu phỏng móng. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Các bạn like cho mình đi. Mời tất cả các bạn nha. Ơi lễ con là like cá nha. Đúng đúng đúng. Không. Like họ không còn mà sao like nữa chứ. Quá đã mà. Quá đã mà. Cái like quần. Vô bạn ơi. Con ốc đắng nó có gì nhẵn nhẵn ngon lắm nha các bạn. Đã. Cái đít nữa đó nè. Mà gặp cái ốc đắng thì bắt dưới sông hào sản nữa thì được nào cũng ốc ngon nha bạn. Ồ và hay lấy con nào nó trắng bót không. Đã có cái ngon dở cái gì không mời các bạn nha hả của ông có ngâm phải không ông có con có của con mới ngon sao, à. Sao tôi lấy nó xuất cái đít rồi con mày không chiên rồi mời các bạn các bạn mày chiên rồi mà xào nấu nướng đây rồi đây ngon có cái con gà mới ngon nè đúng đúng này mới bắt được ốc gạo ha. Ở đâu có? Đâu có ốc gạo. Thiệt. Em mở lại nha. Mới có ốc gạo. Các bạn like cho mình cái nha mày. Like nhiều like đi. Má hả? Người like được không má hả? Anh em mình tổ chức cuộc thi lấy ốc đi. Lấy ốc cái thẻm đi, tôi lấy cho đừng con nữa nè. Lấy chắc con luôn phải không? Vô mày các bạn rồi các bạn. Mày không biết lấy rồi. Ngon. Ồ vậy mà nói về dân miền Tây. À nó cũng thơm xả đó nha bạn. Tại anh em mình luộc cái trong cái ốc tre. Ồ không cái da luôn rồi. Trời ơi. Tre đó nha. Các bạn nha. Dân miền Tây lẻ ốc chỗ này chắc bú luôn quá. Vô bạn. Nó thơm mùi xả. Có thêm mùi ống tre nữa. Cũng êm lắm á. Hay là bây giờ mình thi lấy ốc đi ai lấy nhiều ăn hết không? Ai lấy ăn nhiều không có. Ai giờ thi thì ai lấy nhiều quá thua đi. Ai lấy nhiều quá thua. Vô bạn. Đây đây nguyên con luôn các bạn. Vô bạn ơi. Con bò ốc ngon à. Ngon rồi chứ. Ngon rồi. Ngọc. Đắng mà. Công nhân thiên nhiên ban tặng. Để làm cho chuối nướng cho mời các bạn được gỡ ra. À quên, mời ông đậu luôn ấy. Quên mời chuối ăn chuối ốc với anh em mình nha. Mời chú chủ chuối, cô chú chuối, dì chú chuối, bà chú chuối, cháu chú chuối, bác chú chuối. Mời cả nhà chú chuối. Đậu ơi, chú nướng nữa quá đã luôn. Ủa. Cái bài đã không bạn? Còn gì ở đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ. Công nhận xào muốn dở. Thơm. Dở cái tích tèm nha. Đậu hồi nãy hai cái bánh không đem lên ăn. Mình bé hả? Mình bé đem lên nướng lại. Ăn ngon rồi. Đậu phọc hử vô nó chua cái lỗi luôn. Ké về luôn. Ké quá. Thôi mời bạn ăn chuối nướng nha. Chuối chín, chuối ôm ớp nướng nha bạn. Tôi cũng thử cái chuối rồi. Thôi à. Em không? Êm. Em không? Không? Thử quá êm. Có lý không? Chuối này chắc không có chấm đâu ha. Ai vàng tan ốc muốn chấm chấm tan ốc thôi chút mà chín cho mọi chín hả mời bạn nha chú ốp ốp ăn mới ngon tôi ngắm chú ông đổ vỏ nha mê lắm dục vỏ rồi chứ đổ gì đó con nào nấy đổ đây bồn
Còn không, ăn xong rồi dục gió luôn rồi. Ừ, ốc bự nè, ốc đắng mà lớn như là bự luôn nha các bạn. Ờ, này các bạn nha. Trời ơi. Ừ, trời trời. Ồ, chấm chuối nướng với uống ớt chanh luôn nha bạn. Đây mời các bạn nha. Chán tụi hồi chín rồi. Ừ. Thôi làm mày trái chuối. Tới rồi hồi chín rồi. Là phải chuối nướng mà. Thấy mà ngon quá. Đậu xanh. Chuối mà ớp ớp các bạn nướng ngon nha. Nó vị ngọt ngọt hơi hơi mà chú chắc chắc nhẹ nhẹ không? Chú bị chim ăn không rồi. Ừ. Ý là kêu tôi ăn chuối ông ngọt ơi. Để hoài lại không ra. Chú mà lấy gài lại không ra chứ hả? Kêu ông đi trồng chuối á. Đúng rồi. Đậu xanh ghét ăn chuối luôn. Mới ngày thôi luôn anh. Sặc ớt. Thôi dành gian dở. Chấm muối ớt nha bạn. Đây mời các bạn nha. Trong lũng mát gian dở từ đây kìa. Ôi mùi nữa rồi. Chín chén này chín hả? Mày ra các bạn vô chuối nướng với mình nha. Đổ không hợi, cháy sống sống ăn mới ngon. Chú nướng ăn sống mới ngon. Rồi chắc chắc mới ngon. Không ăn đại đại thì chuối chơi. Đúng không? Thì ra không? Hôm hôm trời ơi, cái này mà gói lấy bằng cái nếp của mình làm lại nướng ăn tớn chuyện lắm trời. Đúng rồi, đừng chờ lại mới tối nướng đó. Tối mình ép ra nướng. Ôi. Làm chuối nếp nướng không? Chuối nếp nướng không? Đông đông đông. Tớn chuyện luôn. Còn các bạn nha các bạn. Lễ ốc ăn kiểu này chắc tiếu rồi chứ ta. Hả? Nào mới no mấy mẹ. Rồi chừng nào no chừng chứ. Ăn vậy chứ chuối ăn nặng bụng luôn chứ no đó đấy à. Chú ăn chuối ốc nè, nóc hai trái rồi hai ba trái nó nóc rồi. Rồi cái ốc mà cũng nặng bụng lắm nha fan chứ quay dừng vừa nha. Vô các bạn. Chuối này ha. Cái sắc kèm mỏng 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 cái nướng không? Nướng. Xào hả? Cái dừa khai thắng dừa chan lên ăn đồ chuối chanh chuối sầu dừa á. Nước mắm được không? Dừa. Không nước mắm chan được không? Không. Nước thình được không? Không giờ này đi kiếm. Không ấy giờ lắc mỏng mỏng ra rồi mình quết muối ớt ăn được không? Được. Được. Cái đâu nó không nữa là tôi xạo luôn á. Lên bột. Nhờ con ốc anh em mới bắt thiệt nha bạn. Nhưng mà cái độ dơ trong ốc nó ít nha. Xanh ít chứ không có nhiều nha bạn. Ốc dưới sông mà. Ở dưới sông mà. Sông nên nó không có được nước không dơ nhiều. Thông thường á. Thông thường là không gì. Thông thường lại á. Thông thường là nước chảy á. Nước chảy thông thường. Ừ. Đó là thường nó nước chảy do ve vé vé mà. Chứ chảy đá mòn. Giống mấy người đá mòn. Đá mòn thiệt chứ. Ngày là nước chảy mà đất lỡ bờ mòn không? Lỡ xong cái nhà tôi cũng lỡ đất đi còn tới dưới sông dưới kìa. Gì ghê không? Chát mé luôn rồi đó. Thôi làm trái nữa nha bạn. Đúng anh em mình nướng tổng cộng là 10 trái nha. Thì anh em mỗi người 2 trái nha bạn. Ủa. Mới mốt ông cho tôi mượn cái trò nha. Mượn cái gì? Tôi dẫn cha mẹ tôi lên ở. Ok ok. Cái okay. Đậu phộng nó lỡ muốn tới vô tới nhà trong luôn rồi. Cái này sống nè, cái này ngon nè. Vậy là bên lỡ bên bồi phải không? Ừ. Mình bán muối trọn đời yêu em phải không? Còn bán muối nữa. Bên lỡ rồi. Thì tưởng câu nói đó nè, đó đó. Vì bờ sông bên lỡ bên bồi tình anh bắn núi trọn đời yêu em. Yêu em không biết để đâu, để trong lỗ mũi lâu lâu anh át xì. Ba mất tiêu rồi. Cô kia tắt nước bên cồn, lỡ qua lỡ lại. Cái gì bồn tròn cái bụng. Trời ơi, vậy đó em chứ hả? Lao. Nó nói là cô kia tắt nước bên cồn, lội qua lội lại, cái lờ cắt không? Cái lờ đóng đông. Bài bạn thằng chuối nha. Đây. Ngon. Nó có vị chát nhẹ nhẹ mà có vị ngọt nè. Hay chuối chát. Ớp ớp á. Chuối cho vô chín rồi. Giống ăn chuối nướng ta. Giống ăn chuối nướng vậy hả? Ừ. Cái thịt chuối á. Ngon á. Chuối này ta nướng mỡ hành cũng ngon. Bạn bạn ăn ống luôn cái bài. Nướng không cho ớt ngon. Đúng rồi. Quá đã không? Im. Đứng trời. Đứng gầm tàn ác với mình chim dữ ta. Mình ăn hết. Dơ chim lấy ăn. Dơ chim nữa. Phải không? Mình ăn thì nó khỏi ăn. Mà nó ăn thì mình khỏi ăn. Mình đang muốn làm trái chuối chín thôi. Đủ. Rồi còn bụng no bụng. Xong rồi trời chuối mà. Đi chú không có nhỏ đâu bạn. Chuối chín với mình nha. Ơi. Hơn nửa cũng tên luôn á. Đúng rồi. Ăn chuối cái khoai ốc nữa cái là ngon tuyệt nha. Con tiệc hay là tiệc cú mèo tiệc còn này có trái bài này nếu mà có trái chuối già cui nghĩa nó ăn cái một no liền tao có nè chú già cui tao có trái chuối già cui nè già ông nội tôi chuối cui nè đúng già cui nè cui không đây nè chú hộp đây này hai hộp luôn nè chú hộp đâu bự còn chuối già cui bự mới dài lắm chú hộp ăn nó nên thuốc hơn chú hộp là thường thường người ta để ngâm rượu
đủ ăn uống rượu nói gan luôn trời. Mua ngâm rượu à, rồi ăn mới được à. Ngâm rượu uống đâu, à. Người ta ăn sống được sao? Ngâm rượu uống chống ít thịt quá. Nhất mình. Ăn sống không được hả? Được. Chú gì chú già, ủa không? Chú học mà nếu mình trọng là nhìn nghe ban đêm ghê lắm. Lúc mà nó nở cái bắp chuối ra nó bị nứt đầu nó bóp 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 bóp. Lao nữa. Giống như người ta dặn mình vậy. Khúc mà chồng chú hột mà khi mà nó đung cái bắp ra nó sẽ kêu hột 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 luôn. Là chú hột mà. Đây nè nó nở kêu chú. Là hột chuối. Ghê. À, bây giờ mình khi mình ngồi mình lễ mình đừng nói chuyện đi. Để ăn ốc không bao giờ nói chuyện nha phải không? Bữa nay nó ăn. Thôi mời các bạn nha. Mình nhai nha. Mình nhai à. Giờ bố mình ngốc đi bắt quên đậu vỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó phải đậu vỏ lắm. Đậu bố là được 4 thằng kéo. Tao nói đậu vỏ con này suy nghĩ gì quá. Thì đậu vỏ con bố ông cũng 4 thằng chứ nhiều. Thằng này suy nghĩ tào lao quá kìa. Hơi. Tính đi trời. Tính. Thôi làm bậy con trái chuối chín nha bạn. Đó, nó bị chóc vỏ nha, mình ăn thôi nó vô gió ăn đau bụng nha bạn. Mời làm trước nha, mời các bạn trái chuối nha. Nãy hai trái chuối nướng, thì nãy ăn hai trái chuối chín rồi, giờ làm thêm trái nữa là bốn trái chuối là cái bụng mình tới không chị nha. Thôi mời các bạn nha. Ừ. Ê mà ai bữa nào cũng nấu chuối chừng tôi ăn bữa rồi. Bữa nào cũng chuối tôi ăn bữa rồi. Chuối chừng nữa hả? Không có heo không đi cơ hả? Biến lặng thôi. Bữa nào cũng nấu chuối kho tôi ăn bữa rồi. Ăn chuối ăn vậy mới ngon nha. Trời ơi trời, lỡ cái chân mà con ốc á, ốc gì? Con gì má? Ốc gạo hay gì không? Trời ơi, ông này không biết ốc gạo ốc gì rồi. Tiêu. Không phải, ăn rồi nó nhẫn nhẫn, đã lắm. Ốc đắng là thường mới có đó mới ngon á. Chuối ngon không? Ừ. Chuối ngon không? Đúng. Ừ. Ông nào? Ngon mùi ốc. Ông nào? Ông hỏi ổng ốc gạo là sao, ốc mình là sao? Ốc gạo nói là ốc trong đu gạo lắm mà. Ừ. Ông biết ốc gạo mới lạ. Ốc mình là ốc trong mình. Ông ăn chuối ngon, ốc trắng hơn. Tạo, tạo nữa. Trong hơn chút. Nhưng mà nó ở đâu? Gì? Thử nó ở đâu? Trên núi phải không? Ý sông chứ đâu vậy? Tàu lao, ốc gạo phải trên núi. Gạo là trong lu gạo. Đậu hũ canh. Ốc gạo là ở trên núi phải không? Chứ tự nhiên ốc gạo dưới sông cái ghê nha. Ốc gạo nào dưới sông? Ừ. Ốc gạo nào dưới sông? Ốc gạo ăn nè. Ốc đắng nè. Ốc đắng á. Ý hồi ốc gạo ốc ăn nè. Ốc gạo làm gì không có dưới sông? Không có, núi mà. Trên núi mà. Núi nào? Tà lên á. Hít 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 hử vô. Chưa trúng chứ nào trúng mới hử. Ồ, trúng mới vậy mới hử nè. Vậy núi luôn. Đó, vào đưa vô là hít, phải hít rột cột hít nhiệt tình vô nha. Hít gì à? Đậu vọng hít kêu nhẹ vậy. Mấy ông nội này mới mốt đem lên vua chém đậu chân. Được không? Vô làm thầy hít chứ không? Hít nó chém đầu á. Đúng rồi. Người ta hên còn ông chui đúng quá. Nói chung buổi sáng nay thì anh em mình ăn cái món ốc luộc xả, chuối nướng và chuối chín nha bạn. Thì anh em mình ăn tuy rằng là nó không thể nào mà no quá đói bằng ăn cơm được nha. Nhưng có thể mà anh em ăn lửng lửng để anh em mình chinh chiến 2 ngày 2 đêm với cái cuộc chiến sinh tồn mà lang thang này được nha bạn. Thì hết ngày hôm nay, hết đêm nay nữa là anh em mình đã hoàn thành 2 ngày 2 đêm nha. Thôi bây giờ anh em mình xin phép gác máy quay để chồng quay phim nó vô nó ăn chung với anh em mà vậy. Thì thường ở nói ra là chia nghèo ngọt sẻ bùi nha, có gì ăn nấy nha các bạn. Các bạn thì anh em mình ăn sáng xong cũng ngã nghỉ ngơi được một giấc rất là dài các bạn. Giống ăn sáng vậy hả? Anh em mình bắt đầu cái này ra đi tìm đường cho mồi màng cho tối nay nha các bạn. Thì đi trên bờ kinh gặp cái gì thì anh em mình có thể xin bà con nông dân thông qua clip nha các bạn. Thì anh em mình gặp được cây lộc bưởi và cây me nha. Đó. Ê, con có ông leo lên luôn. Vậy quay phim nó bể hết nữa trái ơi. Me chua thì mặc me chua đúng không? Cố gắng. Con có ông không? Nãy mới thôi tại me mà ăn nhiều quá nó sốt ruột chịu gì nổi. Đã đâu cái còn đồ ăn me nhiều nó đâu không? Đây là cây me cặp bờ kinh nha bạn. Thì ship bên cây me, hồi sẽ anh em sẽ quay cho bạn xem cây cốc và cây khoai mì một cây duy nhất nha. Đây. Hồi nữa anh em mình sẽ xin cây khoai mì nha bạn. Đây là trái me này. Nó vắng cuộn. Trời gì vậy? Mẹ dài lắm nè ơi. Mẹ dài lắm. Ông trời chơi đừng bỏ. Nè, quăng quăng nhánh xuống đi, tôi thấy chưa? Không quăng nổi đâu. Trời sao không nổi? Mẹ chùi thì ghé luôn á. Rồi xuống. Đây. Rồi xuống nữa. Nè, xuống vàng. Cái vàng. Đúng. Nhánh trên cây vàng. Đúng lên.
cầm anh luôn. Đây. Phóng lên. Nhanh chân á. Ừ. Trời nó phóng đẹp chứ hả? Xuống ai hoặc xuống tiếp không mới được. Hoặc xuống tiếp đi. Ừ. Rồi. Ai ai? Nhìn tao nè. Trời ơi. Đậu phộng luôn để tao trộn trái chà buồn chứ. Mày dốt luôn. Ờ dốt luôn mày. Dốt luôn. Mày dốt luôn. Tới dốt luôn. Dốt luôn mày. Tại cái me này cặp bực kinh nha bạn anh em mình không biết cô chú chủ me nha nên em ngoan phép xin giúp đỡ hôm qua clip nha. Cảm ơn cô chú chủ me nha. Đây, anh em mình đi gom thức ăn cho chiều tối nay bạn. Đây qua đây mình sẽ quay cho các bạn xem cà phê mì dưới cái cốc nha. Anh em mình sẽ xin cà phê mì này nha các bạn. Đây, anh em mình phát hiện nha bạn. Có trời. Trời ơi, trời ơi, gì vậy? Con chú đẹp ghê vậy. Anh em nó cũng rồi, nó cũng rồi. Cái tuột tạc đây luôn nha bạn. Nè, nó cũng luôn rồi. Giống mấy tuột tạc chứ mà. Thúi luôn, thúi cùi luôn. Ăn chuối nữa hả? Hai đi, gom gom đi thôi. Thúi nhẹ hả? Ủa chú này chú non hay không nói ơi. Mà gom đi, đợi gom đại đi. Có gì ăn đó, còn chơi khiên. Mình đi lang thang mà. Chắc lại chọn. Bây giờ anh em mình sẽ thu thập cái bụng chuối này vào cho bữa ăn tối nay luôn nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Đúng đúng. Đúng. Chú lạc hay lạc? Phải không? Khỉ mà gặp chuối thì con rồi. Khỉ hả? Nó khỉ hả? Trời ơi, lạc cái chi cái bù thiệt chứ. Cái đậu đậu đây các bạn thấy cây cổng không? Yeah. Trời trái vụ vậy? Giữa vụ không có lá mà có trái mini mini nha bạn. Có ba trái kìa. Có cây khoai mì ở dưới gốc nữa nha bạn. Ờ. Ở nè mình cho phép mạng phép xin cái cây khoai mì này nha bạn. Rồi. Cái không sẵn đâu. Ta lội lụm được nha bạn. Đi ăn vụ là lụm được nha. Xuống kênh. Rồi. Thì con không ăn nè, con chửi, con che luôn. Ê, mày tắt cái coi. Sao quá à? Coi. Nhổ hai bài chiếc đi. Trời ơi, dùng vô cái dối thật lép luôn trời ơi. Em thì không hả? Thôi bây giờ anh em mình thật sự là anh em mình đi lang thang các bạn. Thì anh em mình cũng nát mình chảnh bẻ sao cảm xin cô chú chủ của cây khoai mì này cho anh em mình ngoan phép xin cây khoai mì này để xin mấy cái củ để tối nay anh em mình sẽ làm ăn buổi tối nha bạn. Đây có một cây khoai mì duy nhất nha anh em, ngoan quá xin hết xin nha. Mong cô chú có xem được clip này thông cảm cho tụi con và chúc gia đình cô chú chủ khoai mì này nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong công việc nha bạn. Nè, 1, 2 ôi ôi. Mấy thằng nhóc ai mày sửa lúa lại ta lại cái bây giờ anh em mình sửa lúa lại cho bà con nha bạn. Thật sự xin lỗi bà con rất là nhiều. Trời là trời té cái xuống sập mặt trời đù luôn. Còn chiếc dép ở đâu rồi chạy. Không biết đâu nghe đâu không té sao. Đù ngay luôn. Đây con phải mày ấy. Hình như còn cũ đây hay gì á. Ui. Ôi. Nó luôn rồi. Còn cũ á. Coi còn cũ dưới đây không. Còn đây nè. Còn đây nè. Còn cũ đây nè. Còn nữa. Trời nó luôn rồi. Sống luôn à. Giống mấy thằng giống mì. Một đống khoai mì luôn. Ừ. Ra cái lẻ lẻ cái thèm nha. Được không? Mày cái xô kẻ đù vậy. Xô tàu lao không? Giật cái cây nó bung ra ông ta. Bé cái thì thôi nhé. Trời ấp mặt luôn này ngửa ngửa đỡ đập. Ngửa thèm không cái mặt ngửa cái đẹp giá. Anh em mình tiếp tục lên đường để tìm món ăn cho tối nay nha các bạn. À các bạn ơi, anh em mình đi tới cái đường nước ruộng này thấy nó càng cạn. Cũng có cái ổng liêu riêu anh em mình xuống bắt thử có để làm bữa ăn tối nha bạn. Okay. Cái mương này hình như có một chục cái đó. Ủa ông đi kiếm nhà ta hả? Mày đi kiếm mương vậy. Giống lần đầu tiên bắt cá ruộng vậy. Ông làm chuẩn bị nói tào lao nữa à. Đúng rồi con nghe luôn á. Mày bởi vì mày nghĩ hoài. Trời ơi giống mấy thằng mà nghĩ nghĩ vậy nè. Giống thằng show vậy. Cây không show hả?
Luộc rồi, luộc rồi có đầm nữa. Còn luôn á. Để chỗ này sao hiền quảnh dữ trời. Thôi nãy nghe nó là quật khoai hơ, mình xuống đây nó im kia. Đi không tưởng luôn cây không hả? Tối rồi nó ngủ rồi nội ơi. Mà khóc quá hiền. Đừng xuống nó cho phép xuống, luộc rồi có đầm hết á. Cái gì trời. Ê ông Giang, bỏ ai chứ. Đúng rồi. Trời. Ông cây đâu mà. Ông biết nó luôn rồi kìa. Cây. Cây phát đây nè. Ô con. Sao không có gì cho nó mẹ. A few moments later. À, các bạn ơi, mấy anh em mình đi bắt cá không có nha các bạn. Thì anh em mình về tới đây, anh em mình sẽ chặt cái đoạn tre này để anh em mình xuống làm cơm. Tối nay sẽ làm cái món chuối nướng nếp nha bạn. Chuối nếp nướng không? Phải mày nướng gì? Phải mày nướng. Ừ. Hồi nãy ông đi bắt cá không có hả? Không có. Là cá không có phải không? Đúng rồi. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đủ gieo lắm chưa? Có uy tín đâu anh xe. Đéo dốc hồi bị ông quýnh là đậu. Đây cái tre này các bạn, ông nó đã bị hư một cái đọt nha bạn. Ta đã chặt sẵn rồi, bây giờ anh em mình sẽ xin xin mấy lóng nè. Mấy lóng? Một lóng thôi. Hai lóng đi. Hai lóng đi. Hai lóng mới đủ nha, tại gạo nếp thì còn nhiều lắm mà. Một lóng luôn thôi. Xin lóng tay thôi. Hai lóng. Xin lóng tay thôi. Lóng tay. Đứng lên da đó chặt đây, một con ly. Chặt cho mọi ơi. Ừ. Đây. Đứng lên da chặt. Nè đứng da nè. Đứng ra tôi nè. Ừ, đứng ra đây. Đây. Tại ông sẽ mặt nha. Ngồi dưới đứng. Tại đứng đó chuyện ra mệt mình cầm ra mũ luôn nha. Bỏ bỏ luôn nha. Không đứng mà đi ngồi cái đẹp ghê. Cậu không thích mình giờ chứ. Đứng sâu lại không? Ừ. Nhất chân chỉ liền không sao? Chết chết. Chết ghê té cái đùi cái con luôn á. Ồ ống này bự quá. Chặt ghê đâu có buồn luôn rồi. Đủ mặt. Mặt buồn ngà tới ra bắt cá. Quần co giãn cái vậy? Đâu chanh. To ngột chứ. Đây ơi, nhìn tát cho anh luôn. Không phải, ý là tát cái ống dưới luôn á. Quần quần hít hớp chạy. Xích vô đi vô á bạn. Ừ. Mày đâu? Đâu chừng lắm. Mày đâu? Thôi tụt mẹ luôn đi, gọi đi. Trời. Đặt xéo lên. Ôi. Rồi. Rồi té, té. Rồi rồi, rồi coi chừng té nha. Chừng dao nè. Chừng nha. Xuống dao trước, xuống dao trước. Anh em mình cũng lựa chọn cái địa điểm này để anh em mình sẽ nấu nướng nha. Nấu nướng xong rồi anh em mình sẽ kiếm cái địa điểm có cây cối gầm gạp để anh em mình dân võng ngủ nghề nha bạn. Quánh tù tì. Ủa? Tới giờ ăn mà. Dạ, tôi đang bận cái tập về. Tao đang ngồi thiền mày. Nấu ăn. Giống mấy tập về. Ủa là không ngồi thiền nha. Nhìn ông giống ngồi thiền chứ. Không. Đói quá ngồi thiền cho đời đói. Chứ biết sao giờ á đâu vậy. Sáng ăn có mấy ngỗng. Thì áo thì anh em mình giặt nha bạn. Giặt xong rồi giặt cho nó ráo nha. Toàn cái bộ đồ hôm qua anh em mình bữa nào không có giặt không có phơi nên nó khô ba sình không trong bọc nha bạn. Nên mình đã giặt cái bộ đồ này cho nó ráo rồi. Thì hồi đó mình hơi lửa nó sẽ khô tối ngủ nha bạn. Gióm này đi. Giờ mình sẽ vô nếp để anh em mình cùng làm nếp và để làm cái món chuối nướng nếp nha. Ơi quên, chuối nếp nướng. Chuối nướng nếp. Đây giờ vô nếp mà còn lại nhiêu nè. Đi chơi. Đi. Nhiều lắm chứ ít đậu. Nhiều lắm á. Ống luôn không nè. Trời ơi, vừa rồi đó fan. Chút đi, chút đi. Thôi được rồi, qua còn ở bên đây. Chia tôi, chia 5, chia 7 chứ. Chia ngọt, chia bùi. Ừ. Thôi được không? Được nhiêu rồi. Mà trả lại. Nhiều lắm chứ. Cái chân hơi nhão nhão là miếng cho nó ngon. Là cho miếng này đây. Chia qua đây miếng đi. Gọi được. Hai hộp thôi. Nhiều gì vậy fan? Mùi tính, mùi tính. Bên đây cũng... Gọi được rồi, đây. Ba hộp cái gì vậy? Bảo nó cũng giật nữa. Rồi, nhiều lắm được coi. Đó. Tối nay anh em mình sẽ có món mới nha bạn. Khoai mì rồi thêm chuối nếp nướng nữa. Thêm đi. Khoan từ cho nó uống nước. Cho nó nhão nhão đi. Nhão nhão chút nướng nữa mới ngon.
Thấy không? Thiệt. Quy tính của em. Quy tính. Cơ, cơ. Dài giọt thôi nha. Rồi. Nhiều lắm đó, nhiêu đây nhão vô vô luôn đó. Không nướng khô lại giờ không ơi. Ừ, nhão. Ba cái nếp là nhão là khỏi ăn luôn á ông nội. Nhão chằm nhẹp nó giống như hồ vậy. Nó giống hệt ba cái gì ta? Hồ. Như là bắp. Cơm gì? Như là nếp nhão. Bắp nếp nữa. Giống như cơm nếp bị nhão à. Rồi bây giờ anh em mình sẽ để ngâm đây chú nha bạn. Rồi bây giờ đốt lửa lên. Đốt lửa lên. Để nướng khoai mì, để có than để anh em mình sẽ làm cơm nha. Rồi bây giờ lửa đã cháy lên nha bạn. Giờ anh em mình sẽ bỏ khoai mì vô để nướng nha. Thì một lần nữa anh em mình xin chân thành cảm ơn chú cô dì chủ khoai mì này rất là nhiều nha. Thật sự thì tụi con không biết chủ nên tụi con mạo phạm nhổ, thì mong cô chú có coi được clip này cũng thông cảm giùm tụi con. Con chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Không, cảm ơn ông nội tôi. Không có. Hả, cái này của ông nội tôi mà. Sao ông nội chia chút ra luôn bỏ vô. Rồi giờ bỏ vô để nướng nha bạn. Giống hệt mấy cái ngủ vậy. Ê, ông Sam. Hả? Đâu mà tối này sao không ủi cho ông trời. Tao đâu phải bò điên đâu mà ủi thèm tao bình tĩnh lắm chứ. Ủa tôi thấy ở trong mấy tôm theo ghi á. Cái cục này là cái cục gì ta? Cái cục thịt á mà cái cục đó là bằng gì ha? Bằng chả. Chả hả? Này con này để ăn sống mọi ơi. Con sống thích thèm tối là đánh giấm chắc con luôn á. Mạnh thằng cái giỏng mà không sợ. Cái giỏng. Ủa tranh tranh tằng tằng ta nằm dưới đánh rồi chắc bốn luôn á. Bữa nay mình kiếm chỗ khác rồi. Không mày đừng ăn sống. Độc. Nó có độc. Lấy độc mà ăn vậy ngon. Đó, bây giờ nướng nha bạn, chờ cho nó có than chút anh em mình sẽ làm cơm nha. Rồi xung quanh đóng lửa để cho nó ấm và khô đồ nha bạn. Trời khô áo tôi muốn khô nè. Áo tôi muốn gáo luôn nè. Mau lắm. Cái quần ấy tôi nó muốn khô luôn nè. Chip không? Quần lọt ghê. Cái lọt ghê vậy. Chạy mở luôn nè. Chạy ngủ luôn nè. Mở gì? Chạy me luôn. Ghê vậy? Nói thử sẽ đem. Chị đo tùm tùm nha. Chạy me gì phải? Chạy me gì phải? Chạy me là black hết ha. Đủ. Có địch cắp chùm lây không? Địch cắp chùm lây không? Địch cắp chùm lây không? Địch cắp chùm nháo nữa, trò đâu ra. Nhưng mấy mà gọi là trò nha, con nữa. Em hai cái nó cũng làm luôn coi vậy. Hai ông cũng làm đi. Dựng ngoài luôn, dựng má ngoại nè. Dựng má ngoại cho nó. Rồi đèn á. Dựng cho nó táp được. Nóng từ từ rồi. Qua vô đi cấp thế gian người chơi. Dựng lúc rồi đó đó. Gì đâu anh cũng chịu quen sao đâu. Ông mới chặt lại cái chân. Trời ơi, cái chân gì giống má tụ vậy. Em sửa cái chân ông kia. Giống như khiêu khiêu trọ chứ hả? Như là khiêu vũ hôm nay. Chặt cái góc lên. Đây cái khoai mì của mình nó đã chín nha bạn. Giờ anh em mình sẽ gấp khoai mì ra nha. Đã quá đi. Giờ cơm lam chín nữa là anh em mình làm cái món nếp chuối nướng nha bạn. Đây, quá dữ. Mẹ nó thấy trong nồi đó, giờ khe trong luôn. Tìm lắm đó trời. Ừ, một chứ hả? Trời ơi, trời móc vô cục than đâu có chịu. Trời ơi, quá mày. Quá mày. Mày nói tụi mày đó. Quá mày nè. Ơi của mày đó. Nè, của mày nè. Ừ. Thôi. Ây da, con hiểu biết ca của mày vậy. Không. Lửa mày ghê. Thua. Đó. Rồi, khoai phức chạy. Khoai phức không? Tối nay nam anh em mình xử mấy củ khoai mì này cũng đủ tới đỉnh luôn nha bạn. Khoai mì quá trời nhiều luôn. Quá nhiều lắm. Đóng luôn trời, quá tuyệt vời. Ngủ đây nè. Quá trời. Giờ bây giờ dịp làm thôi. Giờ cái cơm nếp này nó chín cái nữa là anh em mình sẽ làm cái món chuối nếp nướng nha bạn. Mình đẩy xuống giữa đi. Đây cái ống cơm lam mình nó đã chín nha. Bây giờ anh em mình sẽ đem xuống để làm cái món chuối nếp nướng nha bạn. Đó. Ngon lành cành nào. Định. Mà nó khỏi nó rồi. Wow. Ủa fan. Đâu. Mình sẽ nạo cái nếp lam này ra nha bạn. Đó. Để anh em mình sẽ làm cái món chuối bó xôi. Chuối bó xôi nha. Trời ơi, chuối không lấy thắt. Đúng rồi, không bao giờ nó khóc nha. Các bạn thấy anh em mình làm cơm trong cống tre đã không bạn? Im lòng rồi. Không? Chưa đây. Trẻ làm chuối nhủi. Đó. Ngon lành liền. Trời bụi dữ vậy. Các bạn thấy nếp ngon không? Quá đã không? Nè, cái nếp này giữ nè. Ủa. Ôi chín chú. Tuyệt vời đâu mình phải có chừng bụi nó bay vô nha, bụi bay vô mắt chứ đâu khóc đâu nha. Cứ vậy. Nói xuống, nãy nữa. Nãy xuống. Ơi, phi. Lấy cái muỗng con lùng lên. Lấy con luôn á. Nhiều dữ vậy. Nhiều lắm luôn á.
nhiều lắm mày, nhiều còn con miếng nếp mà anh em mình làm ra được bao nhiêu trời ghép mạt nhá. Tại cái ống này nó bự nè. Nè. Bự xé được phải. Quý quý quý, được, được lắm quý. Ôi, không có bánh tớp nữa. Quý quý quý. Quý quý tẹp. Dạ bóng vô đi, bóng vô đi. Bóng tài luôn. Có ai đó mà nhúc. Đây bây giờ anh em mình bắt đầu làm công đoạn gói chuối vô để anh em mình nướng nha bạn. Trời ơi. Quá dữ luôn. Xin xin nha, xin bây giờ mình sẽ cho cục chuối vô. Ê bỏ xuống lại đi. Thằng ông bóp nó mới theo cái lá tự. Nó nghe lời mấy người lớn tuổi luôn. Nghe lời mấy người già không? Ừ, có mấy lớn lớn tuổi. Tại vì cũng gần đất xa trời rồi. Ừ đúng đúng đúng. Nghe lời cho vui. Cha anh hiếp nhiều trời. Để tôi chặt thêm miếng lá chuối nữa cho đủ. Coi chừng ma bắt nha đại ca. Giống mấy thằng nướng chuối trời. Ông đi ra ngoài hồi là cái é sạch bệnh nha. Sạch bệnh bật dạ chứ hả. Coi chừng nha. Cái đầu bay bay nha. Lát hồi cái ruột cái lòng thòng nó bay díu 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 díu. Cái đó mày nói là biết gì không? Cái gì? Ma nữ trách thù của gì vậy? Đậu khổng. Hồi nhiều khi gặp con ma vú dài thóc ốc cục luôn không biết. Rồi, rồi. Hồi tém... có thằng bá vô nút nữa nè. Tém vô rồi. Bá vô đây mà nút. Cuộn cuộn lên luôn á. Đấy, dữ à. Nó làm món này tới công chuyện với trời. Món gì giống bú chết mẹ. Bú hết thèm. Ngon, ngon luôn không anh. Chuối nếp nướng rồi hồi toàn luôn. Ừ. Thôi làm cho nếp gì vậy? Xong cuốn hả? Rồi. Nhanh đi. Cái lá chuối gì phải. Cái cuốn không, lúc nào cũng bú chứ. Ú nụ vậy. Tao hả? Tao ú, tao phải làm cái cuốn. Không, không, không. Tao bị bì vàng nữa, nhắc làm cái cuốn gì thòn thấy rồi. Nhắc mà dài. Ừ. Ông có nghe thường con gái người ta nói không? Em cần quen một người lâu và dài. Em cần quen một người lâu dài đó, vừa lâu mà vừa dài. Em cần quen một người sang và giàu. Đủ lâu, chứ đó là vừa lâu mà vừa dài. Bảy, em cần quen một người sang và giàu. Ồ, đủ. Mình tết đâu? Sang giàu. Đang mình mồm mình tết bú chắc cứ bắt gỗ trời. Hoài trời. Đẹp trời. Giỡn không nổi. Đẹp trong ghê luôn hả? Trời ơi, mấy đệ tử cứ coi anh nói nè, trời ơi. Nước miếng trời ơi, thèm nha. Cái đó là biết giờ mưa nó rớt á. Lấy cọng dây buộc ngang được rồi, vậy để gì là nướng được rồi. Mấy đệ tử trời, nhìn anh của mấy cưng làm nè. Đừng nghe rồi. Mà học thử à. Nó không biết đâu nè. Xong không? Giống mấy đệ tử thử cái nữa nè. Hử. Chết rồi. Phải làm cho nhiều lớp nó chú đi mà nướng nó đừng có bị khét nữa không? Đúng rồi. Nó vòng vòng vô thì đâu quá. Dục vô thì mình ta phải coi đang quen đẹp đẽ. Trời tôi kìa. Giống mấy giống mấy giống một anh đầu trời. Tại vì mình phải kỹ lưỡng đúng không? Trong từng ly từng tí đúng không? Nói chung mà một khi anh mà không ra tay rồi mà anh ra tay rồi là hư chân cũng xong. Hư chân ra tay cái bón luôn không? Hay quá à vô. Đây. Hiện tại anh em mình sẽ nướng những cái loại bánh nha. Cái này là bánh tét, đây là bánh chưng, còn cái này là bánh ít. Rồi bánh chưng tao giữ nha. Cái này là bánh chạy vô. Đây. Đó. Trời cái bánh chưng mình cứ gọi bà chà bá lửa giữ luôn. Nó đã. Còn nữa nha bạn. Ông Thành bây giờ đang gói bánh đó nè. Gói nữa nha bạn. Đây, ông đang gói bánh cống của tôi nha. Cắt lá chuối hình gân cưa luôn trời. Ngầu phết nha. Nhường bằng tay đưa liền lại cho ông đó. Quá đã quá đã. Đây quá đã. Được nha. Cái bụng có lý á. Cái này 30 tết phải không? Trời ơi. Ừ thiệt. Không có rồi. Đúc phóng không? Chết này có tét. Bum. Cái đó mới gần chết. Cái này rồi có bánh tét. Cái đậu chanh nó có tiền không hả? Quay cái bụng ông cái này hót vui lắm rồi đó nha. Mới có 2 ngày vậy. Hồi ốm rồi đó. Hót vui lắm rồi đó. Coi chừng teo những thứ không cần teo. Coi chừng ốm những cái mà nó ốm theo luôn á. Ốm những thứ mà nó phải cần ốm nữa. À, các bạn ơi, thì nãy giờ mấy anh em mình thì làm cái món chuối nếp nướng cũng đã chín nha. Bây giờ anh em mình sẽ đem xuống để dọn ra cúng trong bà đất đây. Anh em mình các bạn thưởng thức nha. Coi nè. Không biết là cái vàng à. Đâu trong có cục thế em chứ. Gửi thử coi cái vàng nó gói như thế nào nha. Đủ. Hấp dẫn chứ bộ. Giống chuối nếp nướng trời. Rồi rồi. Quá dữ. Đây này của ta cái ông trắng tươi luôn phải không? Này của tôi nè, bánh tét nè. Mình gói ba cục cho bạn. Đó, cũng đã mấy con. Đây, quán. Đây, quá im luôn. Rồi bây giờ anh em đem xuống để cúng trong bàn cái nhà các bạn. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng đã làm được cái món mà chuối nếp nướng nha bạn. Và hôm nay là than nướng. Không phải mì nướng cũng vậy ông ơi. Đây là phải mì nướng nha bạn.
đây là chuối với me anh em mình bẻ từ lúc chiều nữa nha. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng ăn tối với anh em mình nha. Thì đêm nay nữa là hai đêm, là ngày mai sáng là anh em mình trở về nhà các bạn. Thì lần này anh em mình thử thách sinh tồn lang thang 2 ngày. Thì nếu nó có gì đó nó nhạt quá thì mong tất cả các bạn thông cảm nha. Vì hành trình của anh em mình thì không đem theo dụng cụ săn bắt, cũng không đem theo đồ nấu nướng nha bạn. Thì bởi vậy anh em mình chỉ có thể gửi đến tất cả các bạn chỉ thế thôi nha bạn. Thì nhiều bạn thì cũng comment góp ý với anh em mình là tại sao đi sinh tồn mà chỉ có ăn cá và cá nha bạn. Thật sự anh em mình nghề ngỗng không bằng người ta một phần nha bạn. Tại vì anh em mình chỉ bắt cá được, còn giống như là bắt lương hay là bắt này bắt kia bắt ếch thì anh em mình hơi yếu nghề, không làm được bằng tay nha bạn. Chứ sao còn một điều nữa là tại sao các bạn hỏi là anh em mình không bắt chim hay là bắt rắn bắt cò nha bạn. Thật sự YouTube nó rất là khó, là quay con chim quay con cò hay quay con rắn lên đó, thì bị YouTube đánh gậy nha bạn. Nên anh em mình cũng hạn chế sợ nha, nên anh em mình không có dám bắt nha. Mong tất cả các bạn xem đỡ và thông cảm giúp anh em mình nha. Anh em mình cảm ơn các bạn nha. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức buổi tối cùng anh em mình nha. Dứt anh em ơi, dứt con cá bắt được bắt cọp. Đúng lý luôn trời. Ông mà bắt cọp gì ông bắt chim chim. Mình tính. Thôi mời tất cả các bạn còn tối với anh em mình nha. Rồi bên đây là chuối nếp nướng, bên đây là khoai mì nướng các bạn. Bây giờ mình thưởng thức củ khoai mì nướng nha. Bẻ ra đây. Bẻ sao mình nói bẻ sao. Bắt ra đó. Đường nào cũng được, dân bẻ ngang cũng được, bẻ xuôi cũng được, ngang được xuôi được. Đây. Ngoài đen xì lì giống mình nhưng ở trong trắng bòn nè. Ăn ở ngoài bỏ trong. Ăn ngoài bỏ trong. Ăn ngoài bỏ trong cái đẹp ghê, ăn cái mày trong thư luôn quá. Để khui này ăn chung nè. Con để tôi khui cái này ăn. Thôi mời tất cả bạn ăn khoai mì nha. Đó, ngoài đen trong trắng nha bạn. Đây. Đây đây nguyên băng mình ăn. Nguyên băng luôn hả? Ghê à, mời tất cả các bạn nha. Đó trời đổi chuyện nổi mà vậy này mình ăn vô nhiều lắm. Bữa nay quá trời đồ ăn rồi. Quá đổi rồi. Quá dữ rồi. Khoai mì bột dữ hả? Tôi quên đó, mày chú cô chủ khoai mì ăn cùng với tụi con nha. Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Quốc đi. Nấu ra đi đâu nè. Đó. Khoai mì bột không cần. Ngon quá. Bột mà. Thèm. Thèm đi chứ. Đúng rồi, bá vô đi mà nút. Thèm chưa? Ngon. Chấm muối ớt luôn nha bạn. Mời các bạn nha. Im lắm. Thử ra thay cơm chẳng được bạn, tại này là bột sắn mà đúng không? Ừ, khoai mì. Mời các bạn ăn miếng khoai mì nha các bạn. Bột sắn hay là bột mì? Bột mì cũng sắn luôn á. Cả nhà chủ khoai mì ăn luôn nha các bạn. Trời cái gì? Ống mài nó kỳ kỳ sao nó sững sượng sao đó. Mời các bạn ăn khoai mì với mình nha các bạn. Ở trên mì sượng. Mà luôn chủ của ruộng lúa ăn chúng mình các bạn, mình té hơi sập hơi lỗ. Đó là mặt với đời, lỗ cái đó là anh em mình không có cố ý té xuống ruộng các bạn, tại nhổ quá mạnh á, chổng cu nhổ. Phải quá cố là cố quá. Quá cố là quá sức luôn. Vô các bạn ơi. Vô bạn ơi, mời các bạn nha. Bột không đợi. Bột mà ngon lắm luôn. Thì nó cũng vui luôn á. Cảm ơn cái. Mời tất cả bạn nha, mời chú cô chú gì chủ rừng cái gì chủ khoai mì hơi lẹo lưỡi nói là chuyện sượng nha mày, trời đói quá chuyện gì của anh tụi lâm cho anh cô bột nhớ ta không đúng rồi bột lắm con thân con củ của ông không bao giờ bột còn củ à đây nè bột thì ăn mà mắc nghẹn luôn chứ không bột thì thèm nữa hả. Ôi, khoai mì nhầm lội nha bạn, củ thì nó bột, củ thì nó sượng, củ thì nó không bột không sượng nha. Củ bột bị tính không mà ông khoái ăn khoai mì gì khoai không phải mì hấp ăn khoai mì sượng ngon nha. Biết tao phải ăn khoai mì không? Khoai mì giặt cui. Khoai mùi hấp cơm mấy cái này khó lắm mà hấp đẹp chứ. Đây mời các bạn nha. Tôi khoái khoai mì luộc. Thấy không? Luộc mà luộc cho nước chép chép rồi nha. Bỏ miếng đường vô. Mày có hết trong khoai sùng không? Mày hết trong khoai sùng không? Đó, không phải luộc. Khoai mì y mà hấp cá thủy. Tôi khoái luộc đó. Luộc mà. Hấp cá thủy. Hấp sống luôn rồi. Chứ đâu có luộc. Luộc mà. Có hấp mà. Hấp là bỏ vô cái nồi hấp mà. Ừ. Thì hấp có thể. Còn tôi luộc mà. Đó giờ tôi chưa biến khoai mì lục luôn trời. Xong trời bỏ nước vô luộc. Không còn hết ba cái vỏ mà ai bỏ nước vô. Rồi nước luộc nấu chuối gì thôi không biết trời. Mà nước xếp xếp thôi rồi bỏ cái đường vô. Cái đậu khổng hết 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 bỏ miếng đường bỏ miếng muối vô là ngon lắm. Mà vậy mà chưa chưa biết mày luộc hả? Không biết rồi. Vì mà hô lớn dài đầu. Vậy mà nói mày nít. Nói là mày là thánh nào?
tôi cho mày 90 tuổi, 100 tuổi luôn. Những cái điều là con đất biết mày không biết người. Trời ơi. 90 tuổi làm tôi biết bánh bồng kìa, bánh tát. Mấy người đó. Mấy người già làm sao ta biết bánh đào đúng không? Ơi. Cười. Cười. Đẻo đẻo rồi. Đâu là cười mở ra luôn. Cười. Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đúng không? Hiểu, hiểu, hiểu. Mày hiểu là biết lắm. Ôi nhìn khoai mì đó bạn. Bà ca bạn vô mình nha. Không, khoai mì bột ngon quá. Thiệt đúng đó. Mày mắc nghẹn luôn á. Nướng nó thơm nữa. Trời ơi, lạ thật. Nướng nước rồi. Thơm quá. Trời ơi. Thật ra khoai mì bột rất ngon nha. Nhưng mà cái nước hồi tối là chắc bú luôn. Nếu như mà thử thách mà khoai mì này to thì trời. Con bột cũng hơi ăn nước như được. Khô. Nước không nổi luôn á. Tại bột á. Có bột luôn á. Này con dạng hả? Ừ. Tính trời. Tính. 50-50 không? Mình tính, mình tính. 50-50 nha. Tính. Hả? Thẳng miếng cho rồi. Thẳng miếng luôn hả? Ừ. Con ngậu ăn đi. Con ngậu ăn hả? Dính, dính. Bây giờ con này mày ăn mày. Ông lột rồi, ông ăn đi. Dạ, tao ăn này mày ăn với tao đi, ok. Con đâu? Con đâu? Con cà bè rẻ luôn à. Đúng rồi, con tao mình tính luôn á. Đúng rồi, chờ cho quay phim cục đi. Đây, con này ăn ngon lành hả? Ok, ok, ok. Ừ. Cái này của tôi nó làm. Bây giờ mình sẽ ăn cái món chuối mà quấn nếp nướng nha bạn. Đây mời tất cả các bạn nha, làm bậy khoát thử như thế nào nha. Đây vô nha bạn. Hơi bị nhức nắp luôn á. Chị giòn đã chuối trong nè. Thơm. Ôi mày giống mùi gì không? Mùi gì? Bánh tét. Cháu hỏi ơi nếp mà. Giống giống bánh tét chuối không? Đúng. Cái này đu với ta làm với bánh ít này vậy. Món này tươi xanh như nồi canh trời. Trời ơi má. Đây các bạn, mời tất cả các bạn miếng nữa nha. Cục này hãy dậy chứ ngon lắm nha bạn. Đây mời các bạn nha. Trời ơi. Đã. Múc nách. Ngon. Chuối nó chín mùi các bạn. Rất dạ, ngọt nha. Trời ơi, có gì không á. Trăm miếng. Có cục dạng ăn cục này không, nó nồi tới Tết luôn. Mời tất cả các bạn nha. Cục này nó nồi tới Tết nè. Ngon không? Chín miếng chứ. Mùi chín miếng. Đúng. Quá đã. Mở bạn nha. Thôi. Anh em mình chơi đập đá. Để bạn nha. Im đi không? Ngon luôn. Whip luôn chứ ngon vậy. Xịn luôn á. Xịn sò con bò luôn á. Làm với mình miếng nha bạn. Ở trong các bạn thấy có cái nhân chuối màu vàng khè không? Nó rất là ngọt nha. Mời các bạn nha. Chín luôn. Mời các bạn nha. Béo nữa. Trời mà nó trái nó thơm vậy thầy hả? Biết giống gì không? Cái này. Ta ăn bánh lá dừa không? À, đó. Đó. Dẹp dẹp á. Bánh lá dừa hay bánh lá mít? Lá dừa. Lá mít đi. Thèm đắng á. Bên cả bạn. Mày dám bánh lá mít chứ hả? Phải vậy. Ngon. Nó luôn á, im luôn á. Thôi hôm nay làm món này là tới đây ngủ ngôi bà. Vô bà ơi. Trời ơi. Không nhỏ vậy. Thôi mời các bạn nha. Nó thiệt. Mình nướng á. Cái hơi nóng nó nạp vô cái trái chuối mình nó sẽ tôm mặt nha bạn. Rất thơm luôn, ngọt. Còn cái nước cái nếp anh em mình làm trong cái ống tre nó có mùi thơm của cái tre nha, cực kỳ ơi bốc. Chấm miếng muối rồi cho mặn mặn á. Tào lao nhét nước đậu bỏng mẹ đủ cho tao chấm giữ mày. Cái bánh tét cái bánh tét trước người ta nói là người ta đã xào cái nêm đậu mày ăn bánh tét. Mày xúc bánh bồng được. Chủ không ta ăn bánh bánh ta được. Em sorry. Bây giờ tao có nước mắm mình chấm mướp. Bảo của tao có chấm mướp truyền hết trời. Đây mời các bạn nha. Ăn phải đủ gia vị rồi. Được không? Được không? Rồi bắt trước chấm coi. Đừng la nha ông Lục. Đúng rồi. Làm cái bún luôn. Tao khóc luôn á. Ủa có chín không vậy? Bánh tét còn dám chút bánh phòng mà. Tôi ăn xong cái bánh này là no tới ngày mốt luôn á. Đúng rồi. Rồi. Vô bạn. Bước trước chấm cái này. Nãy giờ tôi chấm rồi. Đủ vét muối luôn hả? Vét máng hấp nước mới ngon. Xúc đường mưa luôn trời. Ổng á. Mời lên các bạn nha. Không, cái muối còn uy tín luôn á. Mẹ mày coi. Mày lếm nè. Liếm nhiều chấm luôn cho chấm luôn á, mày không có bự mới được. Mày dám ăn bánh tét chứ mày chấm bánh phồng mà không làm mày trời trời cho nó. Đúng. Đậu xanh chưa hả? Chấm đậu xanh luôn hả? Mày các bạn nghe các bạn. Đúng uy tín nha. Trời ơi trời.
Nhĩ ngon á. Ăn miếng. Thôi mày ăn đi, mày đính luôn á. Của mày ăn ngon hay quá. Rồi bị dụ. Ngon hãy cưng á. Không. Món mặn luôn á. Đúng không? Đang ngọt á, đưa vô mặn mặn nó kỳ kỳ. Giống như mà mày ăn cơm cá kho, mày ăn chuối đó. Đúng không? Đúng không? Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Được rồi. Ngon ngon. Ăn hết hai cái bánh. Ăn sao hết nổi cái bánh này hết sẹp quá. Ồ, có gì đâu hết. À, lấy một chút xuống nữa ăn nữa. Một chút xuống có, ăn nữa hả? Có nếp vô bụng rồi nè, giờ tới ăn thứ dữ nè. Mẹ hả? Ừ. Ăn hết đồ ăn tối nay nó bụng bụng được đó. Có nếp vằn bụng rồi. Có nếp vằn bụng rồi. Có chuối vằn bụng rồi nè, mới đúng mà. Bậy rồi đó. Lại không bẻ, không lẽ không bẻ hay không? Đúng rồi, có nếp vằn bụng nó bậy. Ờ, có nếp nó lót bụng rồi. Dạ lót. Lót, lót, lót bụng. Cái vằn bụng là chú xanh. Trời ơi, mày dốt luôn nè. Đúng rồi. Làm me bà lem bà lem. Bà lem đúng rồi. Sâu 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 vô coi. Bà lem đi. Đây. Mà các bạn vô me dốt cho mình nha. Được không? Dạ, bà lem. Bà lem nha. Qua đã. Chạy miếng vô chút miếng. Bà lem bà lem. Đã. Ngon ngon. Thơm ngon đây, miếng cuối cùng đây. Ờ, chú nó chín ngon vậy này hả? Không lẽ bơi sáng anh em mình hoàn thành thử thách thì nhà mua buồn chuối chín mùi về nướng ăn cho đã cái đậu hả? Mắc mà nhiều khi gì ra mình làm không ngon được như vậy đâu, đúng không? Ừ, tính luôn á. Mình đã nốt cái miếng mà chuối nếp nướng của mình nha bạn. Ngon không? Chưa có mùi vị, ăn nhanh quá hấp tấp nha. Thôi, cho mình ăn đây. Cho mình em ăn đây chứ. Tới mình khai men lại tới khoai mì nha bạn. Còn bộ tôi ăn cái củ của tôi là no luôn rồi đó. Đúng rồi. Ở vô khoai mì với mình nha. Mình thì ăn hơi yếu hơi nè nha bạn, nên mình đúng rồi, yếu, hết yếu trước nha. Nhà mình nuốt. Đúng đúng. Mệt các bạn nha. Mình phải ém vô bụng mình cho nó nhiều nhiều tối nay ngủ mới được các bạn. Chứ hồi tối nay nó vừa đánh trống mà cái bụng vừa thổi càng nó to ngay cả. Mời các bạn nha. Làm nhiều ăn nhiều chứ. Đủ. Rồi ăn cái con. Đủ. Không muốn hăng nhẹ hả? Gì vậy? Hăng. Gì mới ngon? Ăn ba cái cái con. Acid linat nhiều quá. Chú này luôn có tí đâu tí tới luôn phải ngon quá bài. Dính cái chú thế này. Tao tăng ba cái lu quỳnh hơi nhiều ta. Đó là cái hai ngày lu quỳnh đó hả? Có nước lu dòng đúng rồi. Quỳnh gì? Hai ngày lu quỳnh. Nghe cái lu gì? Lu ban hả? Hai ngày lu tháng. Đúng rồi lu tháng. Rồi mất miếng chú rồi. Ai cho miếng chú ăn đỡ vô nè. Kè. Một đống nè. Ngon vị chú chín không? Nha. Ngon nữa. Thì còn lại một cái bánh chuối nếp nướng các bạn của Nguyên Phiên nha. Rồi Nguyên Phiên sẽ tắt máy ăn sao vậy bạn. Thì tối đêm nay anh em mình sẽ ăn khoai mì với chuối nếp nướng nha. Thì ăn xong anh em mình sẽ đi bộ xích đằng kia khoảng 70 km nữa các anh em mình văng vọng ngủ với bạn. 70 km hả? Chứ hôm qua anh em mình đi bộ cũng hơi xa rồi. Đúng rồi. 70 cũng gần. Gần hả? 100 đi vô chẳng. Thôi vậy anh em đi 120 các bạn. Thôi đi 200 đi. Thấy đâu không? Rồi, rồi. Nói chung anh em mình xin gác máy một chút nha. Chồng quay phim nó vô nó ăn chung với anh em mình cái. Anh em mình tập trung quánh hết cái khoai mì này cái. Rồi anh em mình sẽ kiếm chỗ văng vọng mời tất cả các bạn cùng ngủ với anh em mình nha. Các bạn ơi, thì anh em mình cũng ăn cũng lửng lửng bụng vậy bạn. Bây giờ anh em mình cũng đã văn võng nha. Anh em mình chọn cái địa điểm đây là chỗ mấy cái tàn của mấy cây xài nha bạn. Anh em lạnh bắt võng cho nó đỡ lạnh nha. Quá trời ơi. Mày giống ba ách đụ. Tẹt. Tụi em mang vú ngủ luôn á. Ơi, nào ngủ chung với tôi đi. Trời ơi, này ách đụ đâu. Linh tị. Thôi bây giờ thì anh em mình ngủ nha bạn. Để sáng ngày mai anh em mình sẽ đi về nha. Tại vì anh em mình lần này thì chỉ thử thách sinh tồn lên 22 ngày thôi nha. Thì có gì mong tất cả các bạn thông cảm nha. Rồi trong hai clip này anh em mình có hái giống như khoai lang hay là hái chuối. Khoai lang đâu ra? Không phải bị. Khoai lang đâu ra? Thèm khoai lang hay gì vậy? Nhiều cái khoai quá nó bị lộn rồi. Chắc còn khoai lang đậu quá. Anh em mình có lỡ nhổ khoai mì với hái chuối của bà con, mong bà con có xem được clip này. Hết sức thông cảm cho tụi con và cho tụi con cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ đi ngủ với bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai. Thì dàn ngủ giống này, mình ngủ giống giữa, còn cái giống này là của Quy Phiên, còn cu lùng và cu đen ngủ cây xài cặp bên nha bạn. Thôi bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào sáng sớm ngày mai. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Các bạn ơi, thì cũng đã sáng và đã trưa luôn nha bạn. Thì anh em mình ngủ giấc thật là ngon nha. Thôi bây giờ anh em mình cuốn võng
để gom đồ đạc về nha bạn. Lần này thì anh em mình chỉ đi lang thang 2 ngày 2 đêm nha. Thì nếu lần sau có dịp thì anh em mình sẽ đi lâu hơn, dài hơn để chia sẻ đến tất cả các bạn nha. Mong tất cả các bạn đồng hành cùng anh em mình. Nếu tất cả các bạn có thấy hai clip của anh em mình sinh tồn lang thang nếu có lý thì các bạn hãy tặng cho anh em mình một like nha các bạn. Like cho anh em mình nha bạn. Thôi cảm ơn tất cả các bạn. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ đi về nhà nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.